bạn thấy chúng tôi có đẹp không? Chúng tôi luôn mỉm cười với khách hàng và với mọi người xung quanh. Chúng tôi luôn tập trung. Tự tin sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề tốt nhất có thể. Nói là gieo và nghe là gặt, nên tôi luôn luôn tìm cách để được lắng nghe. Cuộc sống muôn hình muôn vẻ và đẹp hay xấu phụ thuộc vào góc nhìn của cá nhân bạn. Nếu bạn đẹp thì cuộc sống xung quanh bạn chắc chắn sẽ luôn luôn đẹp. Năm ngoái khi nhìn các anh chị được bình bầu là nhân viên xuất sắc của VIAT, mình rất ngưỡng mộ và ao ước một ngày nào đó mình sẽ được vinh danh như các anh chị. Từ đó mình quyết tâm thay đổi. Mình đi học thêm kỹ năng giao tiếp và trau dồi tiếng Anh vì mình nghĩ những kỹ năng đó sẽ giúp mình có nhiều kiến thức hơn và tự tin hơn để tiếp xúc với hành khách. Mình là một thành viên của gia đình VIAT, phải làm thế nào để hành khách yêu mến VIAT, phải không các bạn? Xa hơn nữa, mình là người Việt Nam, không gì vui bằng việc mình có thể là một sứ giả kết nối để giúp họ thêm hiểu và yêu đất nước mình hơn. Mình quyết định sẽ phải luôn luôn đẹp. Khởi đầu một ngày mới, bạn mở cửa bước chân ra khỏi nhà và người đầu tiên bạn gặp mỉm cười với bạn. Đó là dấu hiệu của một ngày tốt lành đang chờ bạn phía trước. Vậy hãy luôn luôn mỉm cười. Chúng tôi gặp một vị khách khá lúng túng trước khi chuẩn bị làm thủ tục đi Mỹ. Vì đây là lần đầu tiên ra nước ngoài một mình nên chị cảm thấy bối rối với những thủ tục hàng không phức tạp. Hiểu được điều này, chúng tôi đã nhẹ nhàng mỉm cười. Trấn an chị đừng quá lo lắng, tuy có hơi phức tạp một chút nhưng sẽ cố gắng hỗ trợ và hướng dẫn chị từng bước một. Chúng tôi luôn thấy ngoài nghiệp vụ của mình phải chuyên nghiệp và chính xác ra, thì khi đứng trước các tình huống như vậy, thái độ thân thiện, chân thành và nụ cười là rất quan trọng. Việc mỉm cười giúp trấn an tinh thần khách hàng, tạo niềm tin với khách hàng rằng vấn đề sẽ được giải quyết. Và cuối cùng đừng quên gửi lời chúc thân thương đến khách hàng cho một hành trình an toàn và nhiều cảm xúc yêu thương. Một ngày làm việc thường chỉ có 8 giờ. Nếu bạn không tập trung thì 8 giờ vàng ngọc đó có thể trôi qua trong tiếc nuối. Còn nếu bạn luôn tập trung, hiệu quả tích cực của 8 giờ đó có thể theo bạn suốt cuộc đời. Vậy hãy luôn tập trung cao độ cho công việc mà bạn đang đảm nhiệm. Trên chuyến bay VN250 từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội ngày 5 tháng 5 năm 2021, chúng tôi gặp một trường hợp khẩn, hành khách bị suy hô hấp, nồng độ oxy trong máu chỉ còn 67, suy tim, phổi nhiều nước, khách cần xe cứu thương cấp để đến bệnh viện. Ngay lập tức chúng tôi sơ cứu khẩn cấp cho hành khách bằng việc cho khách thở oxy. Tôi đã khẩn trương liên hệ với bác sĩ tại sân bay. Xe cứu thương đến, tôi cùng các y bác sĩ đã đưa hành khách tới bệnh viện để cấp cứu. Chúng tôi cũng liên lạc với người nhà để thông báo tình hình sức khỏe của hành khách. Tôi đã trực ở bệnh viện để chờ người nhà hành khách tới. Rất may mắn là tình trạng sức khỏe của khách đã dần ổn định. Toàn bộ quá trình thực hiện trong vòng chưa đầy 10 phút. Chúng tôi nghĩ chìa khóa để giải quyết những vấn đề khẩn cấp như chúng tôi vừa gặp đó là sự tập trung. Cuộc sống luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Những rắc rối trong công việc có thể đột ngột ập tới bất cứ lúc nào. Một vị khách khiếm nhã, một yêu cầu hơi riêng tư của khách hàng hay bạn đồng nghiệp chưa thật sự hiểu ý mình. Tất cả đều là những sự cố không mong đợi mà hiếm khi chúng ta chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận. Vậy tinh thần đó là gì? Để tôi kể cho các bạn nghe về một câu chuyện nói chuyện mà tôi đã từng thực hiện. Trên chuyến bay VN301 khởi hành từ Narita về thành phố Hồ Chí Minh đáp lúc 13:05, có một khách đi Tuy Hòa trên chuyến bay VN1660 bay lúc 14:20. Như các bạn đã biết đấy thì thời gian nói chuyện tối thiểu từ quốc tế đi quốc nội là 120 phút, nhưng khách chỉ có vỏn vẹn 60 phút để thực hiện hành trình nói chuyến của mình. Vậy thì làm gì để khách kịp nói chuyến? Chúng tôi đã chủ động đón khách, hướng dẫn khách làm thủ tục nhập cảnh tại lối ưu tiên, hỗ trợ lấy hành lý và làm thủ tục nói chuyến nhanh nhất có thể. Trong toàn bộ quá trình ấy thì khách cảm thấy rất bồn chồn, rất lo lắng, nên tôi đã chủ động quan tâm, hỏi han và làm mọi cách để khách có thể yên tâm hơn. Và tôi nhận ra rằng trong trường hợp gặp áp lực về thời gian thì sự tự tin sẽ giúp chúng ta giải quyết tất cả vấn đề của khách hàng. Và nhờ tự tin, tôi rèn luyện được rất nhiều đức tính trong công việc của mình. Tôi có thể lựa chọn và quyết đoán trước những tình huống khó khăn để giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng nhất. Đó là lý do mà tôi được bình chọn là nhân viên xuất sắc của VIAT năm vừa qua. Làm công tác quản lý, tôi luôn là người phải suy nghĩ và đưa ra những quyết định quan trọng. Thật không dễ khi phải truyền đạt những suy nghĩ của mình, làm sao để rất nhiều người, nhiều thành phần có thể hiểu nhanh, hiểu đúng, hiểu sâu và thực hiện nó. Tôi luôn ý thức được rằng nói là gieo, nghe là gặt, nên tôi luôn luôn tìm cơ hội cho mình để được lắng nghe. Tôi nhận ra rằng nếu chỉ một mình tôi đứng đối diện với tất cả mọi người, nói với họ những điều mà tôi mong muốn ở họ, thì kết quả không bao giờ là tốt cả.
tôi chỉ làm một việc vô cùng đơn giản, là xoay người tôi lại đứng cùng hướng với tất cả mọi người. Khi đó, chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội để chia sẻ, lắng nghe nhau và chung tay giải quyết công việc một cách đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Bạn là một thành viên của gia đình VS, bạn hãy luôn xinh đẹp. Hãy luôn mỉm cười. Tập trung cao độ là cách chúng tôi lựa chọn khi tiến hành công việc của mình. Tự tin là chìa khóa mở ra cho các bạn những cánh cửa kỳ diệu để xử lý công việc của mình nói riêng và trong đời sống nói chung. Tự tin, tự tin, tự tin. Nói là gieo và nghe là gặt, các bạn hãy nhớ nhé. Sự hài lòng của khách hàng là điều kiện sống còn của ngành dịch vụ nói chung và ngành hàng không nói riêng. Khách hàng hài lòng thì khách hàng sẽ quay lại và tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng ta. Mỗi khách hàng có nhu cầu mong muốn khác nhau ở những thời điểm khác nhau, thậm chí có những mong muốn mà khách hàng chưa kịp nói ra, nhưng nếu quan sát tinh tế bạn sẽ nhận biết được.